Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay, tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe MPV 8 chỗ ngồi, quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Innova phiên bản 2.0e số sàn. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân và đăng ký từ cuối năm 2016. Chiếc xe cũng đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là chiếc xe này không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và tất cả nguyên bản hết. Trừ cái dàn lốp là vừa mới thay xong. Dàn lốp vừa mới thay một dàn lốp mới từ năm 2023 luôn các bạn nhé. Vừa mới thay được mấy tháng thôi các bạn ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 385 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Innova 2016 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên được kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Innova 2.0e sản xuất năm 2016 này. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Innova phiên bản 2.0e số sàn, sản xuất năm 2016 các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả là còn nguyên bản, duy nhất dàn lốp vừa mới thay thôi. Lốp sơ cua cũng còn nguyên bản của xe. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 385 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Innova 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.